Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An xác nhận với VTC, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Sau bị can bị đề nghị truy tố là Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, bà Cao Thị Cúc 62 tuổi cùng ngụ số nhà 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Kết luận điều tra được tống đạt đến các bị can, tuy nhiên hai bị can Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương không thừa nhận kết quả này. Theo kết luận điều tra, bị can Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức chỉ đạo để hai bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội. Các tài khoản này được dùng để đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân Lê Tùng Vân cũng là người trực tiếp có những lời nói phát ngôn xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trên các tài khoản mạng xã hội này. Bị can Vân cũng bị đề nghị truy tố theo tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội hai lần trở lên. Còn bị can Cao Thị Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Vân để trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức thủ tục cúng bái, quỳ lạy trong các clip, đồng thời trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị xem xét truy tố 6 bị can này cùng tội danh trên. Ngoài tội danh trên, từ đơn thư phản ánh của người dân tổ chức, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra thêm những tội danh khác của nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai, đại diện Công an tỉnh Long An thông tin. Theo kết luận điều tra năm 2014, bị can Cao Thị Cúc chuyển hộ khẩu từ xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, Long An về địa chỉ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, xây dựng nơi tu hành trái phép. Năm 2015, bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và bà Lê Thu Vân, em gái bị can Lê Tùng Vân cùng một số người khác chuyển từ một ngôi nhà ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh về chỗ bị can Cao Thị Cúc sinh sống. Khi về đây, bị can Lê Tùng Vân đặt tên tỉnh Thất Bồng Lai, tạo ra nhiều thông tin trái chiều thu hút dư luận. Năm 2017, nơi đây trở thành điểm nổi tiếng khi có nhóm chú tiểu đi thi, nhận nhiều hỗ trợ từ cộng đồng. Năm 2020, bị can Lê Tùng Vân đổi tên tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Từ năm 2019 đến năm 2021, bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo 5 bị can còn lại cùng một số người ở tỉnh Thất Bồng Lai tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Nhóm này thường xuyên đăng tải các clip xuyên tạc, xúc phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức cá nhân. Thời gian gần đây, Công an tỉnh Long An nhận nhiều đơn thư phản ánh tố cáo nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu hành vi loạn luân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Ngày 12 tháng 5, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc, 62 tuổi, chủ của khu đất có căn nhà được ông Lê Tùng Vân gọi là tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ngày 24 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định chuyển vụ án hình sự tại tỉnh Thất Bồng Lai về Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 7 tháng 3, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét và thực hiện các thủ tục tại nhà bà Cao Thị Cúc để tiếp tục làm rõ các tội danh khác ở vụ án tỉnh Thất Bồng Lai. Ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, thời gian qua, cơ quan điều tra còn tiếp nhận được những nguồn thông tin tố giác tội loạn luân, tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại tỉnh Thất Bồng Lai. Chúng tôi cũng đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh điều tra, Đại tá Văn Công Minh nói.